toàn người nổi tiếng. Đi, không phải đi, bắt đầu đi thì người đâu ở đây. Khởi mi. Đúng rồi, khởi mi. Chân gì? Chân đông. Chân đông. Chân. Lòng chân. Thế này là cơ đông. Cơ đông. Người đầu tiên là cơ động. Co. Chân tay người ta gọi chung là cẳng. Cẳng. Chị Vân. Mai Phương Thúy. Đúng rồi. Thật họ em đập tay. Rồi bố bố hai. Mình thứ hai là đang bị làm sao? Đang bị hen suyễn. Ừ, có một từ hen. Ừ, hen suyễn. Ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Bác sư. Chúng ta hen. Thầy. Thầy. Đây là một action chứ không phải là thầy. Cúng. Người nổi tiếng bắt đầu chương cúng. Quá đỉnh. Làm lễ. Lên đầu. Đây là người bắt đầu đầu tiên. Trấn Thành. Rồi. Mỹ Tâm. Đôi Mỹ hả? Tiền với ảm mộ hay là gì nhỉ? Á mộ dung phục. Mộ dung phục. Nghĩa Trang hả mày? Nghĩa Trang. Ờ, thế là cả hai là Trang. Gì? Đúng rồi, Thu Trang. Trang, Thu Trang. Ai thế rồi mày đó? Lý Tắc Kè. Lý An Long. Lý Nhã Kỳ. Đúng rồi, Lý Nhã Kỳ. Vải này. Vải luôn mà. Có người là tên là Vải. À. Chị Bảo Trâm. Đúng rồi. Mắt Ngọc. Mắt Ngọc. Mai Ngọc. Mai Ngọc thì đúng rồi nhưng mà không đủ. Mai không Ngọc. Đúng rồi. Thảo luận là kể. Bình thường người ta gọi là đoạn gì? Thoại. Ừ. Thảo thoại. Đúng rồi.